Xin chào tất cả các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 sắp tới các em nhé. Thì cái bài kiểm tra học kỳ 1 sắp tới của chúng ta, nội dung ôn tập thì chúng ta sẽ ôn tập hết từ unit 1 cho đến unit 7. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn ba cái dạng bài tập mà các em thường gặp khó khăn nhiều nhất trong cái bài kiểm tra. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần trắc nghiệm multiple choice. Number one, each of us a different character. Thì theo các bạn thì chúng ta sẽ chọn động từ nào để đi với danh từ each of us? À, đúng rồi, each of us là danh từ ngôi thứ ba số ít nha các bạn. Mỗi một người trong chúng ta, như vậy chỉ có một thôi. Chúng ta sẽ dùng has. Has a different character, right? Number two, what does your teacher look like? Thì ở đây khi các bạn thấy dùng look like, động từ look like là chúng ta sẽ biết hỏi về ngoại hình. Trông như thế nào, giáo viên của bạn trông như thế nào. Thì các bạn sẽ chọn động cái tính từ tả về ngoại hình. He is tall and rather thin, right? Ốm nha. Còn hỏi về tính cách thì các bạn sẽ thấy là is she like, is he like, is your mother like, for example. Như vậy khi lúc này đây các bạn sẽ chọn cho cô cái tính từ tả về cái tính cách là kind. Đúng rồi, number 3 chỉ có đáp án D là chính xác nhất là kind. Right. Number 4, Martin has been a professional football player 1994. Thì các bạn nếu các bạn mà không cẩn thận các bạn sẽ chọn đáp án C là in. Thì các bạn nghe hay nghe nói là trước một cái năm sẽ là dùng giới từ in. Tuy nhiên, mình đã học thì present perfect ở unit 7 thì các bạn sẽ nhớ dùm cho cô khi mà mình có chủ từ cộng have, has cộng verb 3 thì các bạn sẽ dùng present perfect và cái từ nó đi theo nó sẽ là seen hoặc là for. Seen thì đứng trước một cái mốc thời gian, còn for thì đứng trước một khoảng thời gian, một lượng thời gian. Như vậy ở đây năm 1994 là một cái mốc thời gian cho nên đáp án của chúng ta ở đây sẽ là seen. Nghe các bạn lưu ý nha. Và tương tự như vậy, câu number 5 thì các bạn cũng thấy nè. Ở đây là có chữ for 10 years, như vậy là khoảng 10 năm. Như vậy khi mà khoảng 10 năm là một lượng thời gian thì các bạn sẽ chọn cái thì gì để đi tương ứng với đó nè. Đúng rồi thì mình sẽ chọn thì present perfect. Như vậy trong bốn đáp án này chỉ có A là haven't had là đáp án chính xác nhất, right? Number 6, my son was born trước một cái tháng, ngày, năm, July 1st, 1998. Thì các bạn sẽ chọn giới từ nào? Right. Cô nhắc lại, khi các bạn đứng trước một cái tháng, các bạn dùng in. Trước một cái năm, các bạn dùng in. Nhưng khi có lọc một cái ngày vào, hoặc một cái thứ vào, thì các bạn hãy ưu tiên dùm cho cô là dùng on. Nhá. Right. Number 7, can I speak to Mr. John, please? Cảm ơn cho tôi gặp ông John. Thì câu trả lời tương thích nhất sẽ là hold on, please. Hãy giữ máy, right? Number 8, let's paint the house. It will be much cheaper. Như vậy ở đây các người ta sẽ cho các bạn chọn cái từ đại từ phản thân ở vào chỗ này. Thì các bạn lưu ý mà câu let's là let us nha các bạn. Nào chúng ta hãy sơn căn nhà. Nào chúng ta hãy tự sơn căn nhà. Như vậy chỗ này chúng ta thì chỉ có ourselves, right? Là thích hợp nhất ha. Rồi, number 9, chemical and drugs must be put in cupboard. Như vậy hóa chất và thuốc phải được để trong cái tủ, tủ gì các bạn? Tủ được khóa kín lại. Như vậy tủ được khóa kín lại các bạn học rồi. Locked cupboard. Right? Number 9 các bạn sẽ chọn đi. Number 10, children always put their hands the electrical socket. Như vậy ở đây, những đứa trẻ thì hay luôn luôn để cái tay vào trong cái ổ cắm điện. Như vậy là các bạn lưu ý mình câu put. Put sẽ đi với giới từ into. Right. Number 11, we play soccer from you. Ở đây các bạn sẽ chọn loại từ nào đây ta? Play soccer
À, ở đây người ta sẽ cho bạn chọn là differ, động từ, different, tính từ, differently, trạng từ, difference, danh từ. Như vậy ở đây các bạn lưu ý giùm cho cô, để bổ nghĩa cho động từ play này thì các bạn chọn cái gì các bạn? Đúng rồi, trạng từ, differently. Đó, các bạn nhé, trạng từ nó sẽ bổ nghĩa cho động từ. Chúng tôi chơi sao chơi khác với bạn nhé. Number 12, my vacation will be next Thursday and Sunday. Nếu các bạn không cẩn thận đọc câu này vào, các bạn sẽ nhanh chóng chọn on liền. Ha, sẽ có bạn chọn on. Nhưng các bạn hãy cẩn thận dùm cho cô là giữa cái ngày nào và ngày nào thì các bạn sẽ chọn cho cô giới từ between. Between sẽ đi với and. Nha các bạn nhé. Number 13, my children like. Rồi, ở đây các bạn coi nè, camping at the seaside a year ago. Như vậy ở đây nhớ giùm cho cô sao like, love, hate. Những cái động từ chỉ về cái việc cảm thích, ghét thì các bạn sẽ chọn cho cô là verb in. Nha các bạn nhé, ở đây các bạn sẽ chọn là going. Number 14, her good. Right, tower everybody madam please. Cái gì tốt của cô ấy mà làm cho chúng tôi cảm thấy hài lòng. Như vậy ở đây các bạn sẽ chọn nghĩa của từ. Hobby, habit, position, behavior. Như vậy các bạn phải học từ nha, phải thuộc từ, phải hiểu từ mới chọn được câu này. Vậy ở đây cái gì các bạn? Cái cách cư xử tốt của cô ấy nha các bạn. Như vậy cách cư xử tốt sẽ là behavior. Alright. Number 15. Ở đây là câu đề nghị các bạn ơi, câu đề nghị các bạn sẽ chọn must hay may hay will hay should. Thường thì các bạn thấy gì? Tôi có thể sử dụng điện thoại trong lúc này không? Như vậy may I use your phone for a while. Number 16. Ở đây người ta cũng cho bạn chọn nghĩa của từ nữa nè. Ở đây I usually gì? Important work and faces from first. Như vậy ở đây là tôi thường cái gì từ quan trọng và những cụm từ quan trọng trước. À, các bạn phải hiểu nè. Tie, raise, recycle, highlight. Highlight là làm nổi lên nha. Làm nổi những cái từ quan trọng và những cụm từ quan trọng trước. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần số 2 là phần chia word form. Thì dạng bài tập này, người ta sẽ cho mình một cái loại từ trong hoặc đơn, yêu cầu mình sẽ chuyển về trong câu một cái loại từ phù hợp với trong câu để nó thành một cái câu hoàn chỉnh. Như vậy như câu số 1, number 1, my friends usually enjoy my stand up. Thì chỗ này mình đằng sau stand up thì là một danh từ, mà humorous là tính từ trong hoặc đơn này, hài hước, tính cách hài hước. Như vậy mình đã học rồi, humorous là tính từ. Như vậy mình sẽ chuyển thành humor là danh từ. Number 2, Mary is very and always ready to help. Mary rất rất là sao? Là luôn luôn giúp đỡ người khác. Như vậy trong hoặc đơn của chúng ta sẽ có từ society, sự giao tiếp, xã hội, sự giao tiếp, sự xã giao. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chuyển nó về một tính từ để bổ nghĩa cho cái Mary này là hòa đồng. Như vậy chỗ này sẽ là sociable, right? Sociable. Number 3, I am. Chủ từ I, động từ to be am, sorry là tính từ. Và ở đây mình đã có đủ động từ, chủ từ và tính từ rồi. Mình còn thiếu ở đây là gì các bạn? À, trạng từ. Như vậy chúng ta sẽ đổi cái extreme này là về là extremely. Right? Number 4, they collected over 100 for the petition. Chỗ này ở đây người ta cho sai là chữ ký. Như vậy mình sẽ cần chuyển động từ sai chữ, xin lỗi, sai là ký tên. Mình sẽ cần chuyển cái chữ sai này về danh từ là chữ ký signature. Và lưu ý giùm cho cô, khi mà số nhiều trên 2 thì khi mình đổi về danh từ thì đằng sau mình phải thêm s hoặc là es tùy theo cái danh từ đó. Nhớ nha các bạn, nhớ là phải chia số ít số nhiều nhé. Number 5, the wine wiring group, a lot of activity every year. À, chỗ này người ta thiếu một động từ, các bạn thấy không nè? Cái nhóm ring, wine wiring như thế nào đây?
Organization là sự tổ chức. Như vậy chúng ta sẽ chuyển nó về tổ chức. Và nhớ là phải chia thì. Chỗ này là every year, là mỗi năm. Như vậy mình sẽ dùng thì hiện tại đơn. Như vậy mình sẽ có từ organize. Right? Number 6. Is it to take part in a recycling program? Ở cái phần này thì mình cô nhắc lại luôn. Đối với những cái từ interest, aside, khi mà đi với vật, sự việc, khi mình muốn chuyển nó thành tính từ là mình thêm in vào. Còn nói diễn tả nó bổ nghĩa cho người hoặc là người thì mình sẽ thêm ed. Và mình nhìn cái nghĩa của câu A, cái chỗ này là a recycling program, là một cái chương trình tái chế, là vật sự việc. Như vậy ở đây mình sẽ chuyển nó về tính từ interesting. Right. Number 7. Success. He completed his experiment. Danh từ có rồi, completed động từ. Như vậy mình sẽ dùng cái gì để bổ nghĩa cho động từ này nè? Đúng rồi, mình sẽ dùng adverb để bổ nghĩa cho cái động từ completed này là successfully. Nhớ là hai chữ L nha các bạn. Number 8. Why don't you? Đây là câu đề nghị. Các bạn hãy nhớ lại nha. Sau why don't you là verb come. Như vậy chỗ này invitation là sự mời. Ở đây các bạn sẽ chuyển nó về động từ invite là xong. Why don't you invite her for a drink at the club one evening? Number 9. Each child have to give a shot to the rest of the class. Như vậy trong ngoặc đơn mình sẽ có động từ speak. Ở chỗ này động từ speak mình sẽ chuyển thành danh từ speech. Mỗi một đứa trẻ phải có một cái bài phát biểu ngắn trước lớp. Động từ speak chuyển thành danh từ speech, right? Number 10 is to leave medicine around the house. Động người ta sẽ cho mình chữ safe là an toàn. Như vậy khi mà đối với những cái tính từ thì lưu ý dùm cho cô khi đổi chính tính từ hoặc là trạng từ thì mình phải lưu ý từ trái nghĩa nha các bạn. Đối với cái từ trái nghĩa mình là mình phải đọc cái câu mình coi cái nghĩa nó là nghĩa gì. Rồi, bây giờ nè, to leave medicine around the house, như vậy là để thuốc xung quanh nhà, như vậy là an toàn các bạn. Phải để là không an toàn, unsafe. Number 11, Mr. Green had an accident because he wrote. Cái này cũng vậy, ở đây là một cái nghĩa xấu. Ông Green có gặp một cái tai nạn bởi vì ông ta lái xe. Như vậy ở đây, care là, tính từ của nó sẽ là care, careful hoặc là careless. Careful là cẩn thận, careless là bất cẩn. Như vậy mình sẽ chọn tai nạn, gây ra tai nạn thì mình sẽ chọn là careless. Mà phải là careless gì? Carelessly, bởi vì nó bổ nghĩa cho chữ role này. Được chưa các bạn? Rồi, number 12. Ở đây có một khoảng trống và một dấu phẩy thì thường trước một cái khoảng trống và trước một cái dấu phẩy thì thường là một trạng từ. Và chúng ta cũng đọc nên đọc là cái nghĩa là she finally found her lost shoe. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được đôi giày. Thì fortunate này là may mắn, nếu mà trái nghĩa là unfortunate. Unfortunate là tính từ, như vậy mình sẽ chuyển thành trạng từ của nó sẽ là unfortunately. Còn ở đây là nghĩa tốt, tìm được đôi giày thì mình sẽ chuyển nó về là fortunately. Number 13. The boys were about the match. Rồi, it's fine, hồi nãy cô nói rồi, đối với người, những cậu con trai này hào hứng về cái trận đấu. Như vậy, it's fine này mình chỉ cần thêm gì vô là thành tính từ rồi. Thêm đi vào excited. Number 14. We have received only one. Ở đây người ta sẽ cho application, đơn xin việc, là một danh từ. Đằng sau only one này mình cũng tìm một danh từ. Và danh từ ở đây, tương ứng với nó, đơn xin việc sẽ là người xin việc, sẽ là applicant. Right, we have received only one applicant for the job. Và ở đây, danh từ mình là one, cho nên danh từ của mình không cần phải thêm s. She gave her
report card to her parents. Như vậy pride là tự hào, tính từ là proud ha. Và ở đây mình không cần tính từ mà mình cần trạng từ, tại vì ở đây có động từ rồi ha, động từ thường rồi, như vậy mình dùng trạng từ là proud gì các bạn? Proudly. Nhớ là chữ proudly nha, các bạn có hay viết chữ n ở đây không có n nha các bạn. Right. Number 16. The internet is a fast and way for us to communicate with friends. Như vậy ở đây mình sẽ có cái cụm từ là convenience, tiện lợi. À, như vậy ở đây mình sẽ chuyển nó về, nó giống như chữ different vậy các bạn. Different CE là dành, nhưng mà tính thì mình sẽ chuyển cái CE này thành T. Cái này cũng vậy, convenient, right? Convenient. Number 17, she actively in social work last week. À, người ta sẽ cho mình từ participation, sự tham gia. Thì mình xem cái câu này, chủ từ she có rồi, có actively trạng từ, nhưng mà chưa có động từ các bạn. Như vậy mình sẽ chuyển chữ participation về verb là participate. Tuy nhiên câu này là last week cho nên cô có thêm chữ đi vào để là participated. Number 18, revise all. Như vậy ở đây mình cần một cái gì? Is very necessary. Ôm thì mình sẽ chuyển thành là sự ôm lại, rất cần thiết, revision. Number 19, my teacher, như thế nào? English, excellently. Như vậy ở đây là pronunciation là danh từ, cách phát âm. Mình sẽ chuyển nó về động từ là pronounce. Lưu ý là pronounce nha các bạn. Nha. Rồi sau đó là do là chủ từ của mình là my teacher cho nên cô thêm S vào. Number 20, we spend our summer vacation. Chỗ này là chúng tôi trải qua cái kỳ nghỉ hè của chúng tôi rất là vui. Như vậy chỗ này là spend là động từ thường. Như vậy mình để bổ nghĩa cho động từ thường thì mình sẽ dùng trạng từ enjoy actively. Right. 21. My mom cooks very well. Show on her dishes are very. Như vậy là mẹ của tôi nó ăn rất ngon. Tất cả các món ăn của cô ấy thì rất là test. Ở đây người ta cho test thì là mình sẽ chuyển thành là tatty. Number 22, he told the tiger that he left his at home. His last hit. Ở đây người ta cho chữ wise là khôn ngoan. À, mình sẽ chuyển nó về là trí khôn. À, anh ta nói với cái con hổ rằng anh ta đã để quên cái trí khôn ở nhà. Wisdom. Number 23, the store in the mall will offer a wine. À, cái cửa hàng ở trong trung tâm thương mại sẽ cho cái gì bạn? Sự lựa chọn rộng về sản phẩm. Như vậy chỗ này sẽ là selection, danh từ. 22, the first public. Chỗ này người ta cho động từ perform, biểu diễn, thì mình sẽ chuyển nó về cái sự biểu diễn công cộng đầu tiên thì không thành công. Như vậy chỗ này sự biểu diễn sẽ là performance. Được chưa các bạn? À, the first public performance was not very successful. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần số 3 là phần viết câu không đổi nghĩa. Thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số dạng viết câu không đổi nghĩa. Dạng thứ nhất là dạng enough. À, nó sẽ có một số dạng như sau. Ví dụ có số 1 thì người ta sẽ cho các bạn dạng can't và because. Thì các bạn sẽ chuyển sang enough. Ví dụ she can't ride a motorbike because she is still young. À, cô ta không có đạp xe đạp được bởi vì cô ta còn nhỏ. Như vậy cô ta không đủ tuổi hoặc là không đủ lớn để đạp xe đạp, đúng không các bạn? Người ta đã cho sẵn cho mình là isn't rồi thì bắt buộc mình là không đủ. Như vậy không đủ là không đủ lớn. Trái nghĩa của chữ young sẽ là chữ old. Như vậy sẽ là old enough to ride a motorbike. À, không đủ lớn để đạp xe đạp. Rồi ví dụ thứ hai về enough. Người ta không cho can't because nữa mà người ta cho to. Trên lớp cô có giảng rồi, to đi với to verb sẽ là quá đến nỗi không thể. Như vậy câu này là the weather is too cold for us to go swimming. À, thời tiết quá lạnh cho chúng tôi đến nỗi không thể đi bơi. Như vậy mình sẽ viết lại không. À, thời tiết không cái gì các bạn. Như vậy ngược với chữ cold sẽ là the weather isn't warm, ấm áp. À, phải là warm sau đó cộng với enough. Rồi for us
Nhớ là phải for us nha, tại vì trên đây của mình có for us, như này vậy mình phải đem xuống là for us, sau đó mình mới dùng là to go swimming. À, như vậy câu hoàn chỉnh của mình sẽ là the weather isn't warm enough for us to go swimming. Number 3 cũng là một dạng của enough, nhưng người ta sẽ dùng can't và because. À, như vậy ở đây nè, you can't put this book in your pocket because it's too big. Nà, tôi không thể đặt cái quyển sách nào vào trong cái túi của tôi bởi vì nó quá lớn. Như vậy cái quyển sách này sao các bạn, không đủ nhỏ, quá lớn như vậy là không đủ nhỏ, right? Small enough, phải nhớ là for you, rồi mới là to put in your pocket, được chưa? This book đưa ra đầu rồi, isn't small enough, phải là to you mới đủ nghĩa nha. Rồi to put in your pocket. Rồi dạng tiếp theo sẽ là dạng mà các bạn sẽ thấy là verb in chuyển thành là to verb, hoặc là to verb chuyển thành verb in. Ví dụ câu đầu là nè, người ta cho verb in nè, play in badminton and table tennis is very popular with students. Môn cầu lông và môn bóng bàn thì rất phổ biến với học sinh. Như vậy ở đây con thấy là play in ở đầu rồi is ở đây. Thì khi dùng dạng này thì các bạn sẽ, người ta sẽ cho trước là is, thì các bạn sẽ coi ở đâu là có chữ is, thì các bạn sẽ lấy từ đó nè nha, bắt đầu nè, is, rồi cô lấy nè very popular with student, rồi mới sau đó chuyển lại play in sẽ là to play badminton and table tennis. Như vậy chỗ này con thấy không, it is very, cô viết lại popular, viết lại with student đằng sau, cô đem đằng trước. Đằng trước cô đổi play in thành là to play badminton and table tennis. Viết tới đây thôi nha, là xong. Rồi, ngược lại thì cho to verb thì chuyển thành verb in bình thường. Number 5, it is interesting to learn English. Rất là thú vị để học tiếng Anh. Như vậy người ta cho chữ learning sẵn ở này thì con sẽ biết là chữ to learn này người ta chuyển thành learning. Như vậy còn thiếu chữ English. Rồi, lấy is đem ra đằng sau là learning English is interesting. Xong. Nha. Rồi, dạng tiếp theo là dạng intend. Chuyển thành là going to. Nha. My intend to help her mother with the housework. My dự định giúp mẹ cô ấy với cái công việc nhà. Như vậy người ta cho my is sẵn rồi. Các bạn chỉ còn việc là thêm chữ gì vô thôi. Going vô thôi. Rồi sau đó là viết lại to help her mother with the housework là xong. Number 7, I plan to come over to pick you up. Thì giống như chữ intend thì cô nói rồi, plan nó cũng có nghĩa là kế hoạch, dự định các bạn. Có nhiều đề người ta không cho intend nhưng mà người ta cho plan thì các bạn cũng phải biết đó là nó bằng nghĩa với là intend. Tôi có kế hoạch đến ghé qua đón bạn, như vậy sẽ là I, người ta đưa rồi, am. Có động từ to be luôn. Như vậy ở đây mình sẽ chuyển chữ plan này về là going. Sau đó mình sẽ viết lại là to come over to pick you up. Xong. Nha, đó, các bạn thấy không? Plan chuyển thành going, rồi viết lại to come over to pick you up là xong. Number 8 cũng là dạng intend nhưng mà có thể là người ta sẽ cho các bạn dạng câu hỏi nha các bạn. Ví dụ là does she intend to buy a new dress? Cô ta có dự định mua một cái áo đầm mới hay không? Thì khi mà câu hỏi thì người ta sẽ đưa chữ is ở đầu. Các bạn tự động phải đem chữ chủ từ xuống là she is, sau đó chuyển intend thành là going, rồi mới ghi lại là to buy a new dress. Nha, là xong. Is she going to buy a new dress? Right. Number 9 là một cái dạng của modal verb. Thì mình đã học rồi, should thì bằng với lại là ought to, must thì bằng với have to, has to, phủ định là shouldn't, là ought not to. Ví dụ như câu chính là phủ định nè, you shouldn't put so much salt in the soup, bạn không nên thêm quá nhiều muối vào trong cái món canh này. Như vậy chỗ này, ở đây là người ta cho ought sẵn rồi, you ought rồi, mình thiếu gì các bạn, shouldn't thì bằng là ought not to, rồi viết lại put so must show in the shop. Dễ không? Number 10. You aren't allowed to make noise in the library. Bạn không được phép, cái câu này nè, aren't allowed to make noise in the class. Bạn không được phép làm ồn trong thư viện. Như vậy câu này là mình sẽ chuyển nó về chữ must được.
Tại vì đây là bắt buộc, mệnh lệnh. Bạn, you must gì các bạn? Như vậy không được phép sẽ bằng là must not to make noise the library. Nha, và cô nhắc là ví dụ ở trên là you don't have thì con không chuyển thành must được, nhưng mà you aren't allowed là không được phép thì bạn sẽ dùng chuyển sang must được. Nhưng khi mà must thì mình sẽ chuyển sang have to hoặc has to được. Ví dụ như câu 11, the student must go out if they finish their exam. Những bạn học sinh phải đi ra ngoài nếu mà kết thúc cái bài thi của họ rồi. Ha, như vậy là the student, viết lại must này, đây là student là số nhiều cho nên cô dùng have to. Nếu một người thì cô dùng has to. Còn ở đây là số nhiều là cô dùng have to. Sau đó cô viết lại từ go out trở đi là xong. The student have to go out if they have to their exam. Number 12 sẽ là một cái dạng you to. You to thì cô nói rồi, you to là cộng vật không nha. Tất cả phải đưa về vật không. Ví dụ nè, we often read comic book, but now we read picture book. Tôi thường đọc sách chuyện hài, nhưng bây giờ tôi đọc truyện tranh. Như vậy thì các bạn sẽ chuyển lại là we use, thêm chữ to vô, read comic book là xong. Bỏ cái cụm từ, cái câu đằng sau này đi. Tôi đã từng đọc truyện tranh. Tôi đã từng đọc chuyện hài. Ha, rồi. 13. I don't use that machine anymore. Tôi không còn sử dụng cái máy đó nữa. Như vậy mình viết lại với dạng you to. I use, mình vẫn thêm to, rồi use that machine. Lưu ý, chữ you to này là đã từng, còn chữ use này á, là sử dụng. Đã từng sử dụng cái máy đó. Như vậy là bây giờ không còn, đã từng sử dụng. Bây giờ không còn nữa, được chưa? Và nhớ là chữ anymore này không còn viết lại nữa nha các bạn. Rồi, 14. There were some restaurants and a hospital near here. Ở đây có một số cái nhà hàng và một cái bệnh viện ở gần đây. Thì ở đây mình viết lại là there used. Ở đây tuy là không có động từ gì thường nhưng mà có động từ to be là were. Thì khi thấy các bạn thấy động từ to be thì bắt bạn vẫn làm bình thường là chuyển nó về nguyên mẫu là to be. Rồi sau đó mới viết lại là some restaurant and hospital near here. There used to be some restaurant and hospital near here. Nhớ, khi gặp động từ to be, các bạn sẽ chuyển nó về nguyên mẫu là to be. Được chưa? Rồi, 15. They often took me to his school by bus 2 years ago. Được chưa? Họ thường dẫn tôi đến trường của anh ấy bằng xe bus cách đây 2 năm. Như vậy ở đây các bạn thấy nè, tuy là thường nhưng mà đây là cách đây 2 năm là người ta dùng động từ là thúc, ha, là quá khứ. Nhưng mà khi mình dùng chuyển sang you to rồi thì mình phải chuyển chữ thúc này về vật không. Tại vì sao you to là vật không mà? Đây you to phải chuyển chữ thúc này về thành chữ take rồi viết lại. You to take rồi viết lại. Me to his school by bus 2 years ago. Nhớ nha. Rồi qua dạng cuối cùng sẽ là dạng tường thuật. Như vậy dạng tường thuật mình sẽ có hai dạng, một dạng lời khuyên và một dạng là yêu cầu. Và câu 16 này sẽ là dạng lời khuyên. Dạng lời khuyên là có chữ suốt đó các bạn. Có chủ từ, có chữ suốt, có động từ. Như vậy khi gặp cái dạng này thì các bạn chỉ cần chuyển cho cô những cái chủ từ, đại từ mà mình cần chuyển thôi. Ví dụ trong câu này mình chỉ cần chuyển chữ you thôi nè. Ví dụ nè, you should learn more vocabulary, Huy. Said the teacher. Tác giả ghi lại, the teacher told Huy, có sẵn hết rồi, người nói. Nói người nghe. Đáp cái gì? Rồi các bạn sẽ chuyển chữ du này tương ứng với người nghe là Huy. Như vậy là Huy là con trai, như vậy chỗ này sẽ là gì các bạn? He, that he should learn more vocabulary. Và nhớ là tới đây thôi, không có Huy nữa nha. Huy là mình đem tới đây rồi, là mình biết là đang nói với Huy rồi nha. Rồi câu 17. Câu 17 cũng là một dạng tường thuật, nhưng mà tường thuật của dạng lời khuyên hoặc là yêu cầu. Hoa said to her brother, could you please tell me that story again? Hoa đã nói với em trai hay anh trai của cô ấy là làm ơn kể lại cái câu chuyện này. Như vậy người ta viết lại she asked her brother. Nếu tác giả nào không viết cái chỗ mà her brother là các mình phải tự động viết lại nha các bạn. Phải mới nắm mới đi đủ, có người nói, có người nghe. Rồi, sau đó các bạn sẽ mở cái ngoặc kép này bằng cách là
viết lại, bỏ could you please luôn, chuyển lại là thành là to tell, me chuyển lại thành là tương ứng với người nói là Hoa. Vì Hoa là con gái cho nên chỗ này sẽ là to tell her, viết lại that story again. Câu 18, 18, would you check the oil for me, ask she. She asked Jan, mình không quan tâm tới cái chỗ này, người ta miễn là sao người ta cho đủ cho mình là người nói. À, rồi ask người nghe. Rồi mình sẽ chuyển là would you check thì thành là to check the oil for me này tương ứng với người nói mà người nói là she cho nên cô sẽ có câu hoàn chỉnh sẽ là to check the oil for her. Tiếp tục, number 19. The man asked me, could you please bring me some water? Đây là cũng là một câu yêu cầu ha. Một người đàn ông yêu cầu tôi cho anh ta miếng nước, như vậy mình sẽ viết lại the man asked me. Ở đây là could you please bring, kệ nó, mình sẽ ghi lấy động từ chính thôi là to bring me là người đàn ông, cho nên cô sẽ chuyển thành him, some water, xong. 20, câu 20, Miss Nga said, you should study hard the next semester. Đây là câu lời khuyên có chữ should nè các bạn. Như vậy mình chỉ cần là người ta cho sẵn Miss Nga said to me that, should tương ứng với người nói, xin lỗi, you tương ứng với người nghe, mà người nghe là me. Như vậy chỗ này mình sẽ chuyển thành chữ I, đúng không bạn? Chủ từ sẽ chuyển thành là chữ I. Tôi là object nhưng mà chủ từ sẽ là I, là tôi. À, I should study harder next semester. Rồi xong. 21. The teacher said, don't come to class late now. Câu này là câu phủ định. The teacher told I, now mình đưa ra đầu. Sau đó mình sẽ chuyển don't come thành là not to come. Rồi viết lại class late. 22. He said, can you buy mother a cost lan? Tương tự như vậy, he asked lan, đem lan ra rồi, có sẵn rồi, không có thì mình tự ghi. Sau đó là can you buy, chuyển thành là to buy mother a cost, xong. 23, please don't open that box, ask the man. The man asked me. Như vậy, mình sẽ mở cái ngoặc kép này ra bằng cách là please don't open, chuyển thành là not to open that box. Mr. Vân said to Hoa, you should let your children play with anything they like. Mr. Vân đã nói với Hoa là bạn nên để những đứa trẻ chơi những cái mà họ chúng thích. Thì Mr. Vân told Hoa that. Như vậy chỗ này, chữ you này, mình phải tương ứng với người nghe mà người nghe là Hoa, là con gái. Cho nên chỗ này sẽ là she. À, viết lại she should let her children play with anything they like. Các bạn sẽ chuyển you thành she, your thành là her. Đó là tất cả các dạng bài tập mà cô muốn các bạn phải practice thật là nhiều lần để có thể làm bài tập một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài học ngày hôm nay. Chúc các bạn có một kỳ thi thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.